sơn trộm lạc nằm ngay dưới cầu kia, làm sao mà anh bắt tụi tôi được? Làm sao? Cái đó thì anh làm ấy, anh phải biết luật, anh phải biết cái đó, chắc chắn là anh biết chứ không phải là anh không biết được. Cái đường như vậy anh không cho nó đẩy lên mà làm một đùi nó xếp hàng tuốt tới dưới kia, trong khi được phép đi ở cái làng bên này không có đường, không có cấm, mà anh cứ làm như vậy. Tôi đang đi tôi gấp, anh làm vậy mất thì anh em làm, ghê. Anh làm bên đâu vậy? Anh làm bên đâu? Anh cứ coi tôi như là một người dân bình thường đi. Thì anh bình dân, người dân cái thôi đâu. Nãy giờ tôi có nói với anh một đâu. Một thứ, hai thứ. Ba thứ. Tôi đang đi vô lẹ mà anh còn làm vô cái này. Đang kịp đâu. Đang kịp. Anh đi lẹ là anh đi đâu? Làm gì anh còn? Thì anh, tôi làm công nhân. Công nhân ở đâu anh? Địa chỉ thôi đây nè. Đó địa chỉ thôi, tôi ở quận 5. Thì biết là anh ở quận 5 nhưng mà anh công nhân, anh làm bên cái công ty nào? Thì cái đó nó đâu có liên quan gì tới cái này đâu. Nó không liên quan. Nghề nghiệp của mình mà sao mình không liên quan được? Anh nói. Thì anh cứ ghi là tôi là công nhân, nếu mà anh làm biên bản thì anh cứ ghi công nhân vô đi. Trên toàn nghe nha. Tôi không sai, chắc chắn là tôi không sai. Tôi nói anh không phải là anh sai không sai gì, nhưng mà trước tiên anh phải tôn trọng luật giao thông một cái. Anh thấy xe Honda người ta đi lên trong thì ít nhất anh phải lấy ra bên dạ. ngoài. Dạ thưa anh. Rồi, cái anh giao thông cũng tránh người ta đi cái đưa cái mũi tên đó là người ta, là để người ta có thể tách làng qua để người ta đi. Ủa, đi tách làng mà nãy giờ anh có mở đèn xi nhan không? Anh nếu mà anh nói tách làng anh có mở đèn xi nhan không? Từ bên trong tôi chuyển ra, từ tách làng tôi chuyển ra rồi ra tới tôi ra tới đây. Ngay anh phải mở đèn xi nhan nha. Ra tới đây là tôi đã ra tới đây là tôi đã hoàn thành cái việc chuyển làng rồi thì tôi giữ làng. Tôi nói anh nè, chuyển làng nè. Nè, tôi nói anh nha. Giặt đứt vậy nè anh mới được chuyển làng. Còn ngay chân cầu của giặt ta giặt liền. Anh lại đây tôi mở camera hành trình tôi cho anh coi. Anh làm tôi mất thời gian, lỡ rồi tôi làm tới với anh luôn. Chắc chắn là có 3 phát luôn, 3 cái mũi tên luôn.